Hello, xin chào các bạn. Mình hôm nay lo mẹ già xong buổi sáng, bây giờ về nhà thấy mấy cái trứng cút mình mua cũng cỡ một tuần hơn một tuần rồi, bây giờ mình phải luộc lên thôi, để tủ lạnh lâu quá không biết làm cái gì. Mình tính trứng cút chiên nước mắm mà bắt trước, còn con nó ăn nhưng mà không biết nữa. Có cái lò gà này cũng thú vị. Mình tính có cái liều sẵn ở đây rồi đó. Tính hôm nào buồn chán thì mình trải giường ở đây làm camping ở ngoài sau hè này. Rất tiếc cái hè này nó rất là nhỏ hẹp, các bạn thấy không? Từ bên đây qua bên đây có chừng 3 thước à. Hello. Yeah. Thấy mấy cái người ta camping đồ ngồi nướng nấu nướng ngoài trời như vậy nè, cũng rất là thú vị. Bắt chước làm cho vui mà không lẽ mình làm vlog cái kiểu đó. Cái này mày ngồi đây dễ lau nước luộc cái trứng cút lên. Mấy cái cây ớt của mình trồng nè các bạn, gieo giờ nó lên quá trời luôn nè, không biết lên cái này cỡ 20 cây đó. Mà mình chờ nó lên cao chút nữa mình sẽ đem ra. Mình sẽ kiếm chậu, mình trồng chừng 2 cây một chậu. Còn cái ớt này có hơn cả tháng trời mà nó lên đây có nhiêu đây à. Cái ớt này không biết sống nổi không ta. Nó bị ăn hết lá rồi. Cây bên đây nè. Nó ốc sên nó ăn hết lá, không biết sống nổi không. Mình để thử coi. Nhưng mà cái cây này thì chẳng biết bao lâu nó mới sẽ lớn. Mình nghĩ nó lớn khoảng chừng I don't know, khoảng đây đó, mình mới đem xuống mình để đất hay gì đó. Còn này mình sẽ chừng chắc tuần nữa mình sẽ chiết nó ra, trồng nó. Mình lấy, mình sẽ dùng một chậu hai chậu. Cái rau muối rau này hư thì chắc mình để thêm chậu trồng một cây ớt đây. Trồng khoảng 10 cái ớt thôi đủ rồi, ăn đá thở. Đây là cái túp liều lý tưởng của mình mà. Trời nóng quá, trời hè đó, tính ra đây cho nó mát mẻ. Nhưng mà ai ngờ bây giờ mùa hè này nó rất là dễ chịu luôn. Hiện tại bây giờ giữa mùa hè mà mình ngồi đây rất là mát luôn ấy, mát như mùa thu vậy đó. Mình luộc cái trứng cút xong rồi đó, bây giờ mình sẽ lột nó ra. Mình thấy họ gọi là làm nước mắm, chiên nước mắm á, thấy cũng hấp dẫn lắm, mình không biết có ngon không. Tính làm cho thằng con trai tối nay. Có french fry mình đã mua sẵn rồi. Nó ăn ăn cơm tối rất là tối, khoảng 10 giờ nó mới ăn. Mình hôm nay tự nhiên chỉ đi lo mẹ già rồi cái mình về ghé mua mấy thức ăn mà french fry với hot dog này đó, cái trứng cút nè. Bây giờ biết làm gì, làm vlog mỗi ngày trên cái thói quen hay nữa. Mình cũng biết có nhiều bạn rất là thích mình lên tán dóc hoặc là cũng cho biết ngày mỗi ngày nó sao. Cho nên nói nhiều khi mình nghĩ làm video vlog cho mọi người xem, nhưng mà cái cuộc sống của mình bây giờ nó rất là gọi là sao ta, nhàn nhẹ và không có hấp dẫn, hay là mình cũng không có thích kể mấy cái chuyện tào lao. Cho nên nó đúng ra thì cái kênh mình cũng ít có người theo dõi lắm, và cuối cùng thì YouTube nó không có, khi mà ít có người thích, ít có người xem á, nó càng ngày nó dần dìm cái kênh. Nhà mình nhớ lúc đầu mình mở cái kênh này thì ít nhất một ngày cũng có 2.000 đến 3.000 người xem, mà bây giờ thì chẳng được 200 người
vậy xem cái kênh mình nhưng mà thôi cũng không sao. Well, maybe khi nào mình có cái gì đó mình muốn làm cho nó lên thì mình sẽ cố gắng làm, nhưng mà bây giờ phát triển cái kênh thì cũng không là chuyện cần thiết nữa. Mình không có muốn bỏ ra nhiều công để mà làm, cho nên chia sẻ được chiều chia sẻ nha các bạn. Ở đây đáng dốc tào lao vậy đó mà. Cái chân khúc này để mình kể cho các bạn nghe hồi xưa. À, không biết cái đó là sau 1975 hay trước 1975 ta. Nếu các bạn già tuổi cỡ mình này còn nhớ thì kể cho mình nghe. Lúc đó mình nhớ mình ở Hóc Môn. Trung Chánh cho là chính xác hơn là Hóc Môn. Trung Mỹ Tây đó, thì mình nhớ có một cái thời gian đó tự nhiên người ta nuôi chim cút quá trời luôn, có như là phong trào nuôi chim cút á, tao nói tràn gian đại hải, nhà nào cũng làm cái chuồng để nuôi, mình nhớ vậy đó. Nha, không biết nhớ khoảng thời nào trước hay là sau năm 75. Mình nghĩ chắc sau năm 75 quá, tại vì hồi trước năm 75 đâu có cái chuyện mà ở Sài Gòn mà người ta bày đặt bá chuyện nuôi heo nuôi gà nói gì. Dạ. Nên mình cũng nhớ có lần tự nhiên người ta nói mai cà rồng gì đó, trời đất ơi, tự nhiên cái mấy cái cây xương rồng ở nhà nào có xương rồng người ta đến ta mua, rồi mua xương rồng quá trời luôn á. Rồi mình cũng sợ hãi lúc đó nhỏ biết gì đâu, đồn tùm lum la nói mai cà rồng đi, nói mình đi cầu không có che lại hoặc là để nó tới nó ăn cái bẫy kích gì đó quên mất tiêu rồi, là mình chết hay sao đâu, tầm bẫy tầm bả để bẫy lại thiệt lắm. Nó thiệt nhớ lại mấy chuyện hồi xưa cũng vui nhớ lại, bởi vì cho nên mình thích về Việt Nam tự nhiên ấy, một cái mùi vị, một cái mùi hay là một cái phong cảnh nào đó tự nhiên là mình nhớ lại thuở hồi xưa. Mùa mưa mà mưa xuống cái tự nhiên cái mùi mà mùi mưa nó rớt xuống dưới đất rồi nó bay mùi là mùi đất, mùi bụi đất, mùi bụi đất gì đó, mình cũng nhớ hồi thở nhỏ nó cũng vậy nhé. Cái ký ức của mình sao nó quên nhiều lắm á. Dạ, nó có lâu lâu mãi mãi nằm nhớ chút đỉnh vậy mình. Bởi nên nhiều khi người nhà nó nhắc luôn, cái người này người nọ trong hàng xóm bị bệnh hay là bị cái gì cái dở mình, ủa mình đâu có nhớ người đó là ai đâu, không nhớ ai là ai. Mình nghĩ cũng tại vì một là uống bia, hai là khi mình qua tới Mỹ rồi đó tự nhiên mình tập trung cố gắng học hành rồi học tiếng Anh rồi mình quên mất rất nhiều cái chuyện ở Việt Nam, nhớ mãi mãi nha, ngộ lắm. Nói này nhiều người nói mình nói xạo chứ thật ra nó vậy đó, không có nhớ được nhiều gì hết. Có nhớ về là Việt Nam thấy cái gì nó cũng nhỏ nhỏ, nhất là những con đường xá hoặc là mấy cái con sông con kênh gì đó, thì xưa mình còn nhỏ mình nhìn thấy nó to lớn rộng rãi, giờ về nhìn nó ủa sao cái con kênh gì mà nhỏ xíu vậy, có nhớ vậy thôi. Chỉ biết khi về Việt Nam lần đầu á mà nói chuyện với người Việt Nam mình phải hả nghe không được, nói gì nhanh quá trời nhanh luôn, nhất là mấy đứa trẻ nói chuyện nói
Giờ cứ mỗi ngày cứ mỗi muốn nghĩ tới ký ức Việt Nam, muốn về Việt Nam chơi, tóc bạc hết không, già trung niên thanh niên gì rồi, là trung niên cái gì nữa ta, trung niên hay lão rồi, cỡ mình là lão rồi hả, lão mình mấy nay ngồi kể mấy chuyện vượt biên thì cũng có nhiều người coi thì nói là mà nhắc lại những cái đó đúng hay là cái gì gì đó, thì thật ra đây mình kể mà đâu có xạo xẻ gì đâu, chỉ có nhớ lại không không có nhớ rõ ràng thôi, chỉ nhớ được khúc nào kể khúc đó. Mình cũng nghe chuyện ở những người ta ở mấy cái đảo khác thì nó khác, nhưng mà Bolivia Đông là tại một cái đảo gọi là nó nằm ra ngoài khỏi đất liền á, cho nên nó cũng có cái ngộ lắm, không có được nhiều người gọi là tiếp tế đó, nhiều người có tiền cũng chịu thôi, tại vì trên đảo nó có gì thì ăn đó, chứ còn muốn cái gì đâu được đâu. Có nhiều người ở trên đất liền ở Indonesia hay là ở Thái Lan rồi gì đó, mấy cái chạy người mấy người dân người ta đến đem đồ bán đồ nào thôi, họ có tiền họ có thể xài được. Trên đảo thì sau này thì cũng có cái chợ. Anyway, thôi để mình hôm nào ngồi kể tiếp, bây giờ bữa nay tự nhiên không muốn kể ngồi để trắng dọc sơ sơ lột trứng. Mình có mua một cái con gà ướp rồi tính nướng, nhưng mà giờ thấy đồ ăn dư quá trời dư luôn, phải ăn hết cả cái đồ dư thôi, là mai mình đem dục hết. Mai là thứ sáu đổ rác á, cho nên mai mấy cái đồ mà để chừng trên 3 ngày 4 ngày đem dục hết, cho nên nói khi mình nhìn đồ ăn dư mà bỏ mình thấy uổng lắm, mặc dù nó không bao nhiêu tiền. Tại giống như hồi xưa bị chết đói một lần rồi đó, ở đảo đói á, cho nên mình không có bỏ được cái, không bỏ phí được. Trứng cút này mà kho thịt thịt ba rọi ha, bỏ vô cũng ngon. Dưới cái túp lều xanh này cũng làm nhớ mình trong trại tị nạn chốt đỉnh. Việt Nam bây giờ đang coi European Championship, Việt Nam gọi là Euro hay gì không? Thở sữa hồi xưa trước 75 á, mình đâu có trực tiếp đâu mà coi, mà có trực tiếp thì mình nhớ mà đến nhà người ta cho coi thì cũng chắc phim cái tivi trắng đen nè, cho nên đâu có coi được, nhưng mà mình nhớ không có được khi nào mà được coi trực tiếp hết. Chỉ nhớ là coi phim chiếu lại cũng 1 năm 2 năm sau rồi. Mình nhớ mình coi chung kết giữa Hà Lan với Đức hay là cái gì đó, coi trời ơi mà coi lại mà hay, thấy nó hay dễ sợ luôn, mê mất thích tưởng à, thấy nó hay, cầu thủ chừa tóc dài rồi ha, chạy ra cái làm đánh giá là khoái lắm đó. Bây giờ thì mình thấy theo dõi Việt Nam cũng còn đang mê đá banh quá trời từ Bắc vào Nam. Cá độ đủ thứ hết ha. Sài Gòn đang bị phong tỏa nhiều nơi nơi chứ không phải là thế, chắc tụ tập nhậu nhẹt la lốt ôm sùm ha.
Đây. Anyway, mình cũng giờ không biết nói gì thêm. Mình Thẩm Ngân ở đây, chút nữa có gì chia sẻ tiếp nha. Không biết có nên nướng thịt không ta? Nướng là lại dư nữa, một là thôi chắc phải ráng cố gắng đi bộ một chút đi. Dẫn các bạn theo ha. Tạm chào. Rồi mình thử cái earphone để mình coi thâu coi nó có rõ không nha. Mình vô tủ lạnh mở ra coi coi đồ ăn dư và còn bao nhiêu, thấy quá trời dư. Chút nữa chắc mình lấy cái súp dư ha. Rồi cái nói tóm lại bà chị bà mua cho thằng em cái hủ tiếu mà nó ăn gì đâu mà chừng chút đỉnh nè. Anyway, mình thấy bỏ ổn quá, chắc mình tối nay cái cơm tối của mình là mình lấy súp đó, mình lấy broccoli là bông cải hay cải bông cải lộn cứ mình cải bông. Khi mình nói tiếng anh thì broccoli thì dễ hơn, khi mà nói tiếng bông cải cải bông thì mình thấy nó hơi ngọt lộn lưỡi. Bông cải thì nó nghe đúng hơn đúng. Bông cải xanh đúng rồi, bông cải xanh bỏ vô xong là mình luộc nó lên để ăn thôi, không ăn cơm maybe nó mới sót được quá. Có hủ tiếu nhưng mà chắc không ăn đâu. Uống hai lon bia cho đỡ bụng. Hồi đây thử thử cái âm thanh thâu từ từ đây tới đó coi nó nghe rõ cái nào. Đây là cái khu giải trí của mình đây, cái liều thúc liều lý tưởng, xe đạp của ba đồ linh tinh ba cái đồ nấu. Tới mùa mưa là phải dẹp hết, clean up hết. Và mình công nhận bây giờ nó mát mẻ, mình thấy dễ chịu quá, ngồi đây thấy vui. Dẹp ớt xong chắc mình trồng đất mình để dẹp nó đi bớt. Hôm nào mà nóng quá đó mình ngủ ngoài đây luôn á nha, mình vlog nguyên đêm ngủ ngoài đây cho vui, cánh cắm chạy ngoài xa hè. Yeah, chút nữa mình sẽ ăn hết ba cái đồ dư. Tiết kiệm quá giàu. Chào các bạn. Mời các bạn đến với chương trình nấu ăn với Cường và Rin. Nói cho vui chứ mình thấy còn ba cái đồ dư. Ngồi ở đây luộc nó lên rồi mình ngồi ăn tắn vô vừa vừa làm vừa tắn dốc cho nó vui các bạn ơi. Đây là cái món hủ tiếu. Hủ tiếu dư. Chị mua cho thằng em nó ăn mà nó không bao giờ nó ăn. Ngán là sao? Cái là nước súp. Rồi bây giờ mình sẽ dùng nước súp này. Mình hâm nó nóng lên rồi mình chỉ bỏ thêm rau vô mình ăn thôi. Sáng mình ăn cái gì có tinh bột rồi. Mình thì bị tiểu đường cho nên mình muốn ăn gọi là không có tinh bột á. Đây là cái cải bông, cải xanh bông, bông xanh cải. Broccoli, ok, broccoli. Mình chỉ làm cho nước súp này nó sôi lên rồi mình thấy nó chứ. Mấy cái thịt dư này thôi. Nói thật ra mấy cái món này sao Tết thì nó không có tươi lắm. Mực bên đây thôi mình không ăn, không ăn được mực bên đây.
chỉ có tim. Đó là cái món hủ tiếu này nè, còn dư mấy cái này mình thảy vô đây khi nó nóng lên. Rồi mình thảy broccoli vô mình ăn thôi. Nha. Con tôm Tết này họ nhiều bỏ phèn, bỏ gì đó, nó cái texture nó mình ăn nó không còn tươi nữa nhá. Hay nó khi mà mình ăn một con tép mà mình rồi con tép mà nó tươi ở Việt Nam mới vừa bắt dưới sông lên á, nó rất là khác hẳn với lại con gan phèo phổi gì lung tung. Cái này cũng có hơi có bộ không tốt cho cái sức khỏe mình lắm, nhưng mà bỏ uống quá, ăn xong rồi chết là nghỉ ngơi. nói nhảm nữa, xin lỗi nha các bạn. Nghe mấy con tép này nhìn nó còn cái thịt heo á, nó thật ra nha, ăn nó chết, nó dry, nó cũng như nó nhảm, nó không có mùi gì hết á, còn bực thôi, mình không dám ăn luôn, bỏ luôn, không ăn được. Bao nhiêu rồi, thịt nhiều quá rồi, còn nhiêu đây chịu bỏ thôi. Cái miếng thịt heo này nó nạc không à, không có mùi vị gì hết. Giá đi rồi, ta sẽ xong mà khi mà cái nồi nó sôi lên á, cái mình bỏ cái này vô, xong là mình ăn tối. Uống hai lon bia xong rồi cũng thấy được chưa vui. Trời chuẩn loại pho là mua một thùng bia luôn, giờ mọi ngày uống hai lon hôm nay hết rồi, phải cử bia tiếp. Cử tháng sau có lễ gì nữa ta, ở tháng 9 mới có lễ birthday của mình rồi, lễ trước khi lễ của mình đó là phải lễ của gọi là lễ birthday hả, đúng mẹ như Labor Day của tiếng bên Mỹ thì ở Việt Nam là Quốc Khánh. Mình nhớ vậy đó. Tại vì mình nhớ đi về Việt Nam chơi Quốc Khánh quá trời, tổ chức ở Bến Thành rùm ven hết. Mấy ai lười biếng lục mấy cái video cũ để mình ghép lên cho các bạn xem, tập lên chút nữa. Bây giờ gió nó thổi lên rồi đó, tức liều lý tưởng của mình nó bực bù bực bù. Ăn xong rồi chắc mình đi tắm rửa xong rồi nằm coi YouTube giải trí, rồi sáng mai lại thức dậy đi lo mẹ già, tiếp tục tới mai nhắc tới còn bị nhân buồn. Mấy ông anh mình làm đám tang cho ông anh họ thì gia đình đi, mình phải ở nhà giữ mày già cho cả nhà đi đến chia tay ông anh họ. Hôm mất cũng được hơn tuần rồi, bây giờ thì thiêu xong rồi, không biết chị dâu làm chuyện gì mình không biết. Cuộc đời ngắn ngủi, tới một khúc nào đó tự nhiên những người quen biết của mình họ sẽ ra đi, đời là thế đó đúng không? Tự nhiên nghĩ tới buồn quá, nghĩ tới broccoli vô. Nhiều đó ăn đủ môn bịch đầy, ăn cũng cả tuần, ăn tuần. Chút đêm giờ rồi vậy đó, có hủ tiếu nhưng mà không ăn, bỏ hủ tiếu vô nữa thì coi như là hủ tiếu Nam Giang nè. Hủ tiếu này gọi là hủ tiếu gì ta, hủ tiếu tôm có thịt nữa là gọi hủ tiếu hải sản thảo sức thập cẩm.
Anyway, cho nó sôi lên rồi mình ăn thôi các bạn ơi. Dinner của mình đây, ăn tối của mình đây, đậm bạc. Chỉ có cái nước súp với lại ba cái cải thịt thôi. Lý do là tại vì mình bị đường cao. Ôi, rồi quá, chừng vài tháng nữa, vài tuần nữa chắc rồi dữ lắm. Mình lưỡng lự không biết nên chấm nước mắm hay chấm nước tương. Nhưng mà hủ tiếu thì là của người Tàu đúng không? Nên chấm nước tương. Nhưng mà phở thì mình chấm nước mắm. Anyway, ăn đi. Ăn cho trong nồi luôn, khỏi rửa chén. I mean, yeah, bớt rửa chén. Tiết kiệm tiền, tiết kiệm được công lực. Kiểu này mình dạo to. Cái nước súp của những cái tiệm hủ tiếu này chắc chắn 100% là nó có bột ngọt. Mình thì cải ăn thôi không sợ. Nhiều người rất sợ bột ngọt. Chứ có làm chung với anh bạn Việt Nam, dẫn anh đi ăn phở xong về tự nhiên anh thấy ngứa cái khó chịu, mặt đỏ lên, nó nói anh bị dị ứng với ăn bột ngọt. Mình cũng không biết sao nói sao giờ, tại vì nếu mà sinh sống ở Việt Nam thì thôi bột ngọt là một cái nguyên liệu không có thiếu, không cách nào thiếu anh. Này thằng nó có 10 tép nhưng mà nó không như là một con tép tươi đâu. Khi ở Việt Nam mình nhớ ăn một con tôm tươi, tép tươi, cái texture nó, cái cái thịt của nó không có xốp 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 mà nó rất là ăn nó ngon, nó ngọt, nhưng mà vừa cắn vô là có cái chất ngọt nó ra liền nhất. Thế này nha, cái texture nó khác mà không biết nói sao. Này giống như ăn lẩu. Hết bia. Miếng thịt heo rất khô khan. Rồi. Cái nào ngon thì nó sẽ hại cho sức khỏe, gan phèo phổi đồ gì là mình thích ăn lắm, nó có rất là nhiều vị, nó rất là hại cho sức khỏe. Thịt nạc ăn chán chắc. Cái này gan đây, gan là những cái thịt mà nó rất là nhiều vị đó. Sao chứ mùi vị thịt thả đây nó không sao, nó không ra giống gì hết.
có lúc ngon, có lúc thì nhất là để một tủ lạnh một hai ngày cái mùi nó bị hơi anyway. Tim ăn ngon, gan không ngon, thịt gà không ngon, cải ngon, tép thì ok thôi. Mấy đứa quen thôi mình ăn đi, ăn không giống ai á các bạn. Không biết tối sốt ruột không, sốt ruột quá thì mình ăn miếng gì ta? Gạo lứt. Anyway, mình sẽ kết thúc cái vlog bữa nay nha. Chia sẻ thật là chán luôn. Chúc các bạn coi Euro gì vui vẻ. Bye bye.